Continue to review unit 3. Nếu như mà chúng mình muốn hỏi giá của một đồ vật thì chúng mình sẽ hỏi như thế nào? How much is the? How much is the? À, cho ba chấm này thì chúng mình sẽ điền tên của đồ vật mà chúng mình cần mua đó. Thôi, ví dụ ở đây cho chúng mình là chúng mình sẽ đi mua quần áo. Vậy thì chúng mình sẽ có một vài ví dụ sau. Ví dụ chúng mình muốn hỏi rằng cái áo cộc tay này giá bao nhiêu tiền? Chúng mình sẽ hỏi How much is the t-shirt? How much is the t-shirt? À, nếu như mà mình muốn nói rằng là cái áo này có giá 10 đô la thì chúng mình sẽ nói It's $10. It's $10. Nếu như cái áo phông này là 10 đô la con thấy đắt thì con sẽ nói It's expensive. It's expensive. Cái khăn choàng này thì giá bao nhiêu? How much is the scarf? How much is the scarf? À, cái khăn choàng này thì nó chỉ có giá là 2 đô la thôi. Mình nói It's $2. It's $2. À, vậy với giá này thì chúng mình thấy rẻ đúng không? Thì rẻ chúng mình sẽ nói It's cheap. It's cheap. Cái mũ này có giá bao nhiêu? How much is the hat? How much is the hat? Cái mũ này thì có giá là 4 đô la. It's $4. It's $4. À, vậy thì cũng là một giá tiền khá là rẻ đúng không? Thì chúng mình sẽ nói It's cheap. It's cheap. Chiếc váy này thì có giá bao nhiêu? How much is the dress? How much is the dress? À, cái váy này thì có giá tận là 100 đô la cơ. It's $100. It's $100. À, và đây là một cái giá khá là đắt cho một chiếc váy đúng không ạ? Thì mình sẽ nói It's expensive. It's expensive. Về nhà cô muốn các con có thể luyện tập cùng với anh chị hay bố mẹ của mình để có thể hỏi thêm về giá tiền của những món đồ quần áo hay cũng như là phụ kiện của chúng mình, và chúng mình có thể đưa ra cái đánh giá là nó đắt hay nó rẻ nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau vào những video ôn tập sau nhé. Goodbye.